Có phải khi bà con điều trị bệnh ếch xong, nó hết bệnh sau 3 ngày thuốc mà khoảng 3 đến 4 ngày sau thì nó sẽ tái lại những trường hợp đó hay không? Thì những cái trường hợp tái đi thì một phần là do bà con ăn chưa đủ liều. Giống như để khi bà con điều trị bệnh ếch sau khi 3 ngày mà bà con thấy con ếch bà con đứng bệnh rồi nha, thì trong vòng 2 ngày tiếp theo, ngày 4 và ngày 5 thì bà con phải tiến hành giải độc gan. Và sau khi giải độc gan xong thì bà con sau khi giải độc gan con ếch bà con bình thường 2 ngày thì bà con cần phải ăn thêm 2 ngày nữa là 5 ngày. Thông thường nếu mà việc sợ bà con ăn 5 ngày liên tục đó là sẽ ảnh hưởng cái gan con ếch. Nhưng mà con ếch nó đã từng bị bệnh đó, bà con ăn kháng sinh nó đứng nhưng mà nó đứng thôi, nó chỉ giảm thôi chứ không, mầm bệnh vẫn còn trong cơ thể của nó. Nên đâm ra là sau 2 ngày nữa thì bà con cho dù con ếch bà bình, đa số bà con ếch bệnh bà con mới xài không à. Nhưng mà khi bình thường bà con ăn thêm 2 ngày nữa thì nó sẽ kéo dài cho bà con lâu hơn. Và đặc biệt trong quá trình bà con điều trị, sau khi điều trị xong là bên cạnh đó bà con cần phải tiến hành xịt sát khuẩn bà con cái môi trường nước con ếch bà con thai, bà con sát khuẩn nè, bà rong dĩ như nè, nên năm ra hàm lượng vi khuẩn nằm trong đó rất nhiều. Nên sau khi điều trị bệnh xong á, là trong vòng một tuần bà con thể đánh 1-2 lần iodine, bà con chỉ cần xịt iodine thôi để chúng ta hạn chế mặt số vi khuẩn thì nó sẽ làm hạn chế cái trường hợp mà tái bệnh nha bà con.